Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Có lẽ cũng không cần giới thiệu quá nhiều về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vì Tu La To tin rằng mỗi người chúng ta cũng ít nhiều biết đến tên của ông. Theo đánh giá của hãng tin AP thì ngoài Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai trong thế giới phương Tây. Ông đến phương Tây vào năm 1961 để dạy Phật giáo và tôn giáo tại các trường đại học Princeton và Columbia. Vào khoảng thời gian đó, ông đã nhận được sự chú ý rộng rãi vì phản đối chiến tranh Việt Nam và cũng bởi tình bạn của ông với Martin Luther King Jr., người gọi ông là tông đồ của hòa bình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Sau 95 năm trụ thế, tinh thần và tâm huyết của Thiền sư đã góp phần xây dựng cộng đồng Phật giáo và được trao truyền qua hơn 120 cuốn sách trong suốt sự nghiệp viết lách với mong muốn mang đến những bài học dễ hiểu, dễ thực hành. Thầy Thích Nhất Hạnh đã biên soạn cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc. Với độ dày chưa tới 300 trang và 54 bài học thiền làng Mai được hướng dẫn rất cụ thể và dễ áp dụng mà thầy Thích Nhất Hạnh đã phát triển trong 60 năm qua. Cuốn sách chắc chắn là cuốn cẩm nang hữu ích để những thiền giả thực hành chánh niệm mỗi ngày. Vậy các độc giả của Tu La To ơi, nếu bạn đang học thiền thì bạn hiểu thế nào về chánh niệm? Trong đời sống hàng ngày, không khi nào ta ngưng thở, nhưng thường thì ta quên rằng mình đang thở. Nền tảng căn bản của sự thực tập chánh niệm là đưa sự chú tâm của mình trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mấy ai trong chúng ta thực hiện được? Cuộc sống hiện tại có phải đang diễn ra quá nhanh và có quá nhiều thứ khiến ta phân tâm? Cơ thể chúng ta ở đây, nhưng tâm trí trôi tận đến tầng mây nào? Làm thế nào để thực tập chánh niệm? Có thể trước đây bạn đã tham gia vào một hoặc nhiều khóa tu hay khóa thiền, và khi sinh hoạt cùng tăng nhân thì bạn thực hành chánh niệm rất tốt, thường xuyên ý thức được rằng mình đang làm gì. Cũng nhờ vậy mà trong thời gian đó bạn cảm thấy mình khỏe lên, có một nguồn năng lượng giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi khi trở lại cuộc sống thường ngày, nguồn năng lượng ấy đã mất đi. Bạn đánh mất sự chánh niệm, mất đi sự kiểm soát. Những lúc đó hãy mở cuốn sách này ra và thực tập chánh niệm. Chẳng hạn như lúc lau nhà, hãy thử lau chậm lại, trong tâm thế không vội vàng. Hãy để ý đến từng động tác của mình, từ khâu nhúng cây lau nhà vào xô nước, nhấc nó lên và vắt khô. Hãy lắng nghe tiếng nước chảy ra từ cây lau nhà, rồi lại chú ý đến động tác đưa tay lên, kéo tay xuống. Sau đó đưa hơi thở vào từng động tác, bạn sẽ cảm thấy sao lại nhẹ nhàng đến thế, trong khi trước đây bạn lại thấy mệt, toát hết mồ hôi. Có thể nói, chỉ cần thực tập một bài học trong Gieo trồng hạnh phúc là cũng đủ để bạn có được niềm hạnh phúc lớn cho chính bạn và những người xung quanh. Ngay trong lời giới thiệu của cuốn sách này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà, người đã hành thiền và tu tập theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ năm 2005, cũng đã chia sẻ rõ những lợi ích mà mình đã nhận được trong quá trình thực tập thiền và chánh niệm. Một người bận rộn như vậy mà còn có được những kết quả đáng khâm phục như thế, thì chắc chắn bạn cũng có thể thực hành tốt chánh niệm trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ hướng dẫn bạn thực tập chánh niệm qua hơi thở, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn nhắc nhở về lòng biết ơn. Trong bài Ăn cơm chánh niệm, Thiền sư đã phân tích như sau. Ăn cũng là thực tập. Chúng ta nên cống hiến sự có mặt của chúng ta cho mỗi bữa ăn. Ngay khi lấy thức ăn là chúng ta bắt đầu thực tập rồi. Trong khi lấy thức ăn, chúng ta ý thức rằng có rất nhiều yếu tố như mưa, ánh nắng mặt trời, đất đai, sự chăm bón của những người nông dân, những người nấu ăn đã kết hợp với nhau tạo nên bữa ăn tuyệt vời này. Sau khi đọc cuốn sách này, Phật tử Nguyên Minh cũng đã bày tỏ rằng: tôi mong và mong lắm rằng quyển sách có giá trị này đến tay thật nhiều bạn đọc và cùng tôi ứng dụng vào cuộc sống và công việc hàng ngày. Cuộc sống vốn có quá nhiều phức tạp, quá nhiều bon chen, quá nhiều hận thù, ghen ghét trong xã hội ngày nay. Nên có cẩm nang Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bạn sẽ hóa giải được tất cả. Chúc mừng những ai đã có sách này rồi. Tôi biết rằng những ai đã có Gieo trồng hạnh phúc tự biết rằng bình an và thư giãn đang có trong bạn, gia đình bạn và những người xung quanh. Hạnh phúc thật giản đơn mà trước đây bạn chưa từng biết tới. Thật vậy, hạnh phúc thật giản đơn nhưng không thể tự nhiên mà có được. Hạnh phúc phải do tay mình gieo trồng, chăm bón mỗi ngày. Hạnh phúc cũng không phải từ bên ngoài đến, mà hạnh phúc là do tự bên trong chúng ta cảm nhận. Nhưng nếu muốn hạnh phúc ấy lâu bền, chúng ta hãy học cách chia sẻ hạnh phúc mình đang có.
Nếu bạn đang kẹt trong những suy nghĩ miên man về quá khứ hoặc tương lai, đang gặp quá nhiều căng thẳng, thậm chí đang loay hoay với những cảm xúc mạnh, thì Tu La To tin rằng những hướng dẫn thực tập chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cuốn sách này sẽ giúp bạn cảm thấy bình tâm hơn và có thể chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành an vui, hòa hợp, yêu thương. Và quan trọng hơn cả, bạn sẽ nhận ra giây phút hiện tại là giây phút duy nhất thực sự có thật. Vì vậy, bạn chỉ cần sống trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây để tận hưởng những gì xảy ra bên trong và xung quanh bạn. Tu La To hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự bổ ích cho bạn và đem lại nhiều điều tích cực cho cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc từ Tu La To. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.